Đoàn thẩm định xây dựng nông thôn mới huyện do đồng chí Lê Đức Tiến, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện làm trưởng đoàn, đại diện các ban ngành cấp huyện đã tiến hành kiểm tra, thẩm định, xét công nhận thôn Nê Cắm và thôn Xuống Trọng, xã Đồng Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Tham gia buổi thẩm định có lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể xã Đồng Lương, ban thôn và đại diện các hộ dân hai thôn Nê Cắm, Suống Trọng. Theo lộ trình đăng ký xây dựng nông thôn mới của xã Đồng Lương để phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021, cấp ủy chính quyền thôn Nê Cắm và thôn Xuống Trọng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới tới toàn thể nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới của hai thôn đã có nhiều đổi thay an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Đến nay, thôn Nê Cắm và thôn Xuống Trọng đã cơ bản đạt 14 trên 14 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người của thôn Nê Cắm là trên 36 triệu đồng trên một người một năm, 100% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, trên 95% hộ có đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp khoa học Đối với thôn xuống Trọng, thu nhập bình quân đạt trên 37 triệu đồng trên một người một năm, 100% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng trên 94% số hộ và đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã đánh giá, làm rõ về những kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của hai thôn đề nghị Ban Phát triển Hai Thôn cần làm rõ thêm các mục tiêu giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thẩm định đề nghị xét công nhận xây dựng nông thôn mới của Hai Thôn và thống nhất thôn Nê Cắm, thôn Xuống Trọng đạt 14 trên 14 tiêu chí của bản nông thôn mới. Các đồng chí trong đoàn kiểm tra thẩm định của huyện nhấn mạnh, Việc hoàn thành các tiêu chí của bản đạt chuẩn nông thôn mới sẽ là tiền đề và cũng là động lực để chính quyền địa phương, đặc biệt là người dân tại địa phương tiếp tục nâng cao đời sống. Thay mặt đoàn thẩm định, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Đồng vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, trưởng đoàn thẩm định nhấn mạnh, hai thôn Nề Cắm và xuống Trọng cần tiếp tục chỉnh trang nhà cửa, cảnh quan, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới thực sự bền vững. Bên cạnh đó, xã Đồng Lương, thôn Nê Cắm, Xuống Trọng cần vận động người dân chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện cũng yêu cầu thôn ra soát bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện và căn cứ vào kết quả kiểm tra để ban chỉ đạo bỏ phiếu xét công nhận thôn có đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 hay không.